Chiều ngày 18 tháng 9, ở trận đấu đầu tiên của vòng chung kết U17 quốc gia năm 2020, U17 Đồng Tháp đã chạm trán U17 Hoàng Anh Gia Lai ở bảng A. Đây là trận đấu cực kỳ hấp dẫn bởi hai đội đã khẳng định được sức mạnh vượt trội ở vòng loại. Quý đại biểu, quý vị khán giả, nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng, câu lạc bộ U17 Đồng Tháp và câu lạc bộ U17 Hoàng Anh Gia Lai. Họ đều tung ra sân đội hình mạnh nhất với nhiều tài năng trẻ nổi bật như Võ Công Minh, Trần Hải Long, Thạch Khải Duy của Đồng Tháp hay những Nguyễn Đức Việt, Trần Hữu Đăng, Trương Vĩnh Phát của Hoàng Anh Gia Lai. Với trình độ có phần nhỉnh hơn, huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh đã chủ động cho U17 Hoàng Anh Gia Lai chơi kiểm soát bóng. Thế nhưng, tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, U17 Hoàng Anh Gia Lai đã phải nhận gáo nước lạnh khi Bảo Duy bật cao đánh đầu mở tỷ số cho U17 Đồng Tháp ở phút 33. Phải rất nỗ lực, những cầu thủ trẻ phố núi mới tìm được bàn gỡ hòa 1-1 của Thành Đạt ở phút 40. Bước sang hiệp 2, U17 Đồng Tháp từ bỏ lối chơi phòng ngự chuyển sang đá tấn công trước U17 Hoàng Anh Gia Lai, qua đó cống hiến cho những khán giả có mặt tại BVF màn đôi công hấp dẫn. Hàng loạt cơ hội ngon ăn được tạo ra, thế nhưng hàng công của cả hai đội đều tỏ ra vô duyên ở những tình huống cuối cùng. Tuy nhiên, những nỗ lực của U17 Đồng Tháp đã được đền đáp khi Văn Dương nổ súng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 88. Những tưởng chiến thắng đã thuộc về các cầu thủ trẻ U17 Đồng Tháp thì Hữu Đăng bất ngờ tỏa sáng ở phút bù giờ để gỡ hòa 2-2 cho U17 Hoàng Anh Gia Lai. Chung cuộc, U17 Đồng Tháp cầm hòa U17 Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-2. Sau trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh, vào lúc 18 giờ ngày mai 19 tháng 9, đến lượt Học viện Nutifood GMG sẽ ra quân ở bảng B gặp U17 Phú Yên. Học viện Nutifood GMG hiện tại đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Guillaume Grachen. Hello, xin chào mọi người. Như vậy là chúng ta vừa xem xong trận đấu giữa U17 Hoàng Anh Gia Lai và U17 Đồng Tháp ở trận mở màn bảng A vòng chung kết giải U17 quốc gia 2020 Next Media. Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 2-2. Như vậy là bây giờ mình sẽ ngay lập tức kiểm tra lại xem là bạn nào đã dự đoán kết quả là 2-2. Và nếu như có hai bạn trở lên thì mình sẽ tiếp tục quay random để chọn ra con số may mắn nhất sẽ giành được giải thưởng của mini game lần này. Đó là một chiếc túi chéo của hãng Keep and Fly, cũng như là một cục sạc Energizer do cửa hàng Minh Tuấn Mobile bán. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu kiểm tra nha. Ok rồi, bây giờ thì mình bắt đầu kiểm tra nào. Trận đấu đã diễn ra cực kỳ kịch tính. Hoàng Anh Gia Lai đã hai lần bị Đồng Tháp dẫn trước, tuy nhiên là cũng đã gỡ hòa 2-2. Bây giờ thì mình sẽ vào clip này và bắt đầu kiểm tra. Tạm thời thì dừng âm thanh lại và bắt đầu kiểm tra phần bình luận bên dưới để xem có tỷ số 2-2 không nha. 1-0, 2-1, 4-1, 2-1, 2-1, 2-1, 3-0, 1-0, 2-1, 2-0, 3-2, 3-1, 1-1. Wow, bạn Dân Win đáng là tỷ số 1-1. Khá đáng tiếc. Bạn HPN Gaming đáng tỷ số là 2-1. Thật đáng tiếc. Nếu mà phút cuối mà Hoàng Anh Gia Lai không gỡ 2-2 thì có thể là bạn đã là người giành chiến thắng rồi. Bà ngoại USA là 1-2, 3-1, 2-0. Wow, bất ngờ chưa? Lại là bạn Lê Bảo đoán tỷ số là 2-2. Một người, bạn Lê Bảo là người đã giành chiến thắng một mini game rồi. Và bây giờ thì bạn đã đoán tỷ số 2-2 vô cùng là chính xác. Câu trả lời của bạn là huấn luyện viên U17 Hoàng Anh Gia Lai là huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh, chính xác luôn. Số may mắn của bạn là 431. Tuy nhiên có thể là sẽ không cần phải đến con số random rồi. Vâng, như vậy là chính xác. Chúc mừng bạn Lê Bảo. Như vậy là bạn lại đoán tỷ số là 2-2. Quá chính xác. Xin chúc mừng bạn Lê Bảo nha.